Rồi, như vậy ở đây trong bài này yêu cầu chúng ta nhập điểm của sinh viên từ 0 đến 10. Vậy chỗ này chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp while để các bạn nhận biết được là đúng hay không. Bạn dùng if cũng được, thầy sẽ kiểm tra if trước nha. Kiểm tra if trước, rồi sau đó thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng vòng lặp while và lặp lại nhiều lần để mình đảm bảo là cái điểm của mình ok. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ tạo ra một cái bài voice về demo lệnh print. Đó. Rồi, demo lệnh print thì thầy sẽ viết ở dưới này. Tại vì tí nữa thầy sẽ mượn cái bài này, thầy làm một cái vòng lặp để tạo menu cho các bạn luôn ha. Demo lệnh print. Rồi, chúng ta sẽ viết một cái hàm con ở phía này. Bây giờ thầy sẽ viết một cái hàm khác. Lab 3 bài 1. Lab 3 bài 1. Và xuống đây chúng ta, chỗ này các bạn nhớ giúp cho thầy admin. Admin để làm gì? Để đôi khi là cái hàm main của mình á, nó cả vài chục dòng, vài trăm dòng, thì mình nhìn vô là mình biết cái này là đống của main liền. Chính xác. Rồi cái tiếp theo, chỗ này mình void. Nếu chỗ này cần thì các bạn sẽ end cái này luôn. Đó, nó sẽ chính xác. Chỗ này thầy để là lab 3 câu 1. Rồi. Đó, như vậy các bạn trình bày như vậy thì cái code của các bạn rất là sáng, các bạn nhìn vô rất là dễ. Rồi trong lớp 3 câu 1 thì mình nhập vào điểm và mình xuất ra xếp loại của sinh viên xuất sắc, giỏi, khá, trung bình, yếu, kém. Như vậy ở đây chúng ta có nhu cầu quản lý điểm. Các bạn xài double điểm chấm phẩy. Và có một bạn đưa bài lên hồ tố để hỏi, và các bạn lại dùng ở chỗ này là lệnh print. Lúc đầu là print là đúng rồi. Các bạn print nhập điểm. Nhập điểm. Rồi cách ra. Và cái lệnh phía sau này bạn cũng dùng print luôn. Đúng không? Có coi trên group Zalo không? À, thì bạn dùng print. Cho nên sai. À, đó. Cho nên là sau cái lệnh này thì chúng ta phải dùng lệnh scan. Rồi scan cái gì? Phần trăm, F phẩy và điểm. Rồi, chúng ta đã nhập được điểm rồi. Bây giờ là không kiểm tra gì hết nha. Nhập được điểm rồi. Và chúng ta sử dụng lệnh if. Nếu như điểm, ở đây các bạn thấy là đầu tiên là lớn hơn bằng 9, xuất sắc. Điểm lớn hơn bằng 9 thì kết luận là xuất sắc. Kết luận là xuất sắc. À, bạn dùng lệnh print nhiều cũng được, còn không thì bạn sẽ sử dụng cái cha sao, cha sao của xếp loại. Mình lập tập dạy cho nó quen. Thì chỗ này mình chưa có in liền mà mình sẽ để là xếp loại sẽ bằng xuất sắc. Không cần tiếng Việt nha các bạn. Tại vì khi các bạn làm tiếng Việt thì nó sẽ rối đó. Sau này mình sẽ, nếu mà bạn nào chuyên viết control thì nghiên cứu đến tiếng Việt chỗ này. Còn nếu không thì chúng ta dùng qua giao diện đồ họa, nó hỗ trợ tiếng Việt rồi. Không nhất thiết là phải viết tiếng Việt ở đây. Bạn nào muốn nghiên cứu thì nghiên cứu thêm. Còn không, nếu như
nếu như điểm đây, chỗ này người ta để hai điều kiện lớn nhỏ hơn 9 và lớn hơn bằng 8, thì nếu như mà nó đã đi xuống đến đây thì điểm của mình đã chắc chắn nhỏ hơn 9 chưa? À, nếu lớn hơn bằng 9 là nó đã nằm ở cái trên rồi, nó không đi xuống dưới. Mà khi đã đi xuống dưới đến đây thì chắc chắn là phải nhỏ hơn 9 rồi. Cho nên chỗ này chúng ta không cần kiểm tra nhỏ hơn 9 nữa. Bởi vì đến chỗ này là chắc chắn nhỏ hơn 9. Bởi vì bằng 9 là nó đã nằm ở trên rồi, nó đâu đi xuống dưới đâu. Đó. Cho nên là người ta để nhỏ hơn 9 là chuyện. Còn mình kiểm tra chỉ cần lớn hơn bằng 8 là đủ. Hiểu được chỗ này không? À, lớn hơn bằng 8, giỏi. Như vậy chỗ này điểm của chúng ta chỉ cần lớn hơn bằng 8 thì mình kết luận ở đây. Kết luận ở đây xếp loại bằng giỏi. Rồi, tương tự như vậy chúng ta sẽ xuống dưới ao. Tiếp điểm lớn hơn 6.5. Rồi, kết luận khá. Chấm phẩy L. Tiếp điểm lớn hơn hoặc bằng 5 là trung bình. Và khi các bạn làm tuần tự như vậy thì nó sẽ không bị dư ngoặc. Xếp loại bằng trung bình chấm phẩy L if điểm lớn hơn hoặc bằng 3.5 thì xếp loại bằng yếu chấm phẩy L. Cần if không? Cần if không các bạn? L thôi ha. Mở ngoặc xếp loại bằng kém. Rồi, như vậy thì sau cái lệnh if này chúng ta đã có được xếp loại và đến đây không có đóng ngoặc nữa. À, cái đoạn code mà hồi tối là các bạn có dư một cái đóng ngoặc. Và chúng ta sẽ in ra. Print ra. Điểm 2 chấm phần trăm F. Rồi, xuyệt T. Xếp loại 2 chấm phần trăm S. Phẩy điểm phẩy xếp loại. Đó, như vậy thì chúng ta vừa xuất điểm vừa xuất xếp loại thì chúng ta sẽ dùng hai cái phần trăm. Bây giờ chúng ta sẽ thử chạy chương trình. Rồi, lý do tại sao mà nó không dừng cho mình hả? Sao nhập điểm bị gì? Nhập điểm, các bạn biết tại sao không? Trên này main mình có gọi đâu, mình chưa gọi thì nó không chạy, đúng không? Thì trong hàm main mình phải gọi cái đã, bởi vì mình viết hàm con mà. Rồi, ok, lớp 3 bài 1. Bị gì? Lớp 3. Câu 1. Mình để bài 1 nó không hiểu. Rồi, copy xuống. Rồi, điểm mình nhập vô 8. Enter. Điểm trừ 1. Điểm
Ví dụ như mình cho là 4.1. Lý do điểm của chúng ta 8. Tại sao nó ra trừ 1? Tại sao nhỉ? Xếp loại nhập điểm. À, chúng ta để float đi. Tại vì cái double. Rồi, float ha. Rồi, 8.0. Giỏi. Đó, như vậy kiểu dữ liệu các bạn thấy là rất là quan trọng. Ví dụ như mình cho là 9.4. 9.4 xuất sắc. Rồi, nếu trường hợp mà mình nhập vô đây, điểm của chúng ta 11 điểm. Xuất sắc luôn. À, được chưa? Như vậy thì mình sẽ giới hạn lại cái chỗ nhập điểm này nè. Giới hạn lại chỗ nhập điểm. Nếu như điểm mà đúng thì làm. Còn nếu điểm sai thì không làm. Rồi, lúc nãy bạn nói là xuống đây kiểm tra nếu điểm lớn hơn 10 hoặc là gì? Hoặc là điểm nhỏ hơn 0 thì thông báo là gì? À, nhập điểm sai. Rồi sau nó làm gì nữa? Nếu mà điểm sai thì không làm gì hết. Mình sẽ là, rồi thử coi ha. Nếu nhập điểm sai không làm gì hết. Chỗ này là nó biến luôn đó nha. Nó không đứng lại đâu á. Rồi ok. Nhập điểm sai, ví dụ 11. Đó, nhập điểm sai. Được chưa? Thoát luôn. Còn nếu mà nhập điểm đúng 4 điểm, nó báo là 4 điểm yếu. Nhưng mà thầy đang mong muốn các bạn sửa cái đoạn code chỗ này. Nếu như nhập sai thì phải nhập lại cho đến khi nào đúng thôi. Được chưa? Như vậy mình đã làm được đến đây ổn không? Được chưa nào? Được chưa? Lập đến đây. Rồi, nếu trong trường hợp mà nhập điểm mà sai thì chúng ta phải nhập lại, lặp đi lặp lại cái việc này. Vậy thì chúng ta sẽ học thêm một cái lệnh nữa là while. While là kiểm tra rồi làm. Do while là làm rồi kiểm tra. Ha. Như vậy hai cái lệnh này. Chúng ta tạm thời làm bài này đến đây đi ha. Rồi, tí nữa thầy sẽ ví dụ.